Soladio. Nhanh hơn Diakite, nhưng ở thời điểm quyết định thì Diakite đã được sức mạnh tốc độ của mình. Anh cố gắng dướn lên phía trước để vượt qua cầu thủ đối phương. Đưa bóng vào trong. Sút không vào. Cả đang được theo dõi lại cú dứt điểm. Khá hợp lý. Đây là một cơ hội đối mặt. Không được. Bóng đá bị chặn lại ngay từ giữa sân. Dominic Vinicius. Quả thủ thế vững của Dominic Vinicius đối với Mateo Diakite. Rất tốt Dylan, cũng không thể vượt qua được sức mạnh của Diakite. Nhưng chế một kịp. Khá nhiều những cầu thủ áo cam đang có mặt trong vòng cấm của Hoàng Anh Gia Lai. Bóng tốt của Pape Diakite. Amani không thể chiến thắng được Pape Diakite. Trên sân vận động hàng đấy, điều tiếp theo là như thế nào? Mà xử lý trong vòng cấm của Hồng Lĩnh rất nguy hiểm. Không qua tất cả những trụ cột của đội bóng Hóa. Cũng là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất và ghi được nhiều bàn. Tuấn Anh. Tuấn Anh là cầu thủ của này giữ bóng và phản quét sân trước khi tới. Quả tạt của đội bóng Hà Nội. Khi có tình huống phản công thì khung thành của Phan Đức Lê Giang cũng phải hứng chịu một tình huống gây sóng gió với sự xuất hiện căng ngang. Diakite đã có một pha sự. Ở các cầu thủ Anh Gia Lai khi trên hàng công họ có Brandao và Paulo là những cầu thủ. Diakite cũng đang trong quãng thời gian. Hoàng Phương vào sân thay thế vị trí của Tống Anh Tỷ. Đã có tình huống té ngã của Rui Mario tiêu trùng. Đúng là đây là tình huống mà Diakite. Cho huấn luyện viên Kia thì sắc. Một điểm cắt tới tấn tài
bóng được đưa sang cánh phải. Văn Kiên. Lucao không thể đánh bại được Điện. Thêm một pha dàn xếp đẹp của cầu thủ Hoàng Gia Lai. Một trận đấu mà trận đấu này Hoàng Gia Lai đã thắng. Có quá nhiều những cầu thủ áo đỏ đang xuất hiện ở trong vùng cấm của Patrick Lê Giang. Họ vẫn sẽ là một đội bóng rất đáng được chờ đợi. Một làn gió mới. Các bức tường vừa rồi Tuấn Anh với Châu Ngọc Quang là không hợp lý. Diallo tranh chấp rất quyết liệt và bóng đã đến chân Diakite.